Hôm nay thì chúng tôi đi lễ về lăng mộ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Lăng mộ được nằm ở Nam Định, và nếu như mà bạn nào đã đi đến Phủ Dày Nam Định thì ở khu lăng mộ này thì cũng gần Phủ Dày thôi. Thì ai cũng biết là Thánh Mẫu Liễu Hạnh là thần chủ của đạo Mẫu, đạo Quốc Việt của Việt Nam. Vì thế đi đến đây vào dịp này, đó là vào dịp tháng 3 là tiệc của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Cho nên là chúng tôi đi đến đây, và bây giờ các bạn sẽ hãy theo chân chúng tôi nhé. Chào các bạn. Hôm nay thì mình cùng một vài người bạn nữa đi cung lễ Nam Định. Thì điểm đầu tiên mà mình đến đó là Phủ Vân Cát. Thì đây là nơi, cũng là một trong những nơi mà thờ mẫu ở quần thể thờ tự của vùng Nam Định. Thì đây là mình đi vào tháng 3, trên là đúng vào tiệc của mẫu. Cho nên là ở những tất cả những cái nơi mà thờ tự như này, nhất là quần thể thờ tứ phủ mà nhất là thờ mẫu, thì họ trang bài trí rất là đẹp. Đây là cái cổng đi vào này, đây là cổng chính đi vào này. Ở nơi đây thì mình đến có cảm giác là rất là có một cái gì đó rất là gần gũi. Đó, thì đi vào đây là vào chính tiệc mẫu. Cho nên là đây người ta bài trí rất là đẹp, và đây các bạn có thể nhìn thấy là có người ta đã kết một đôi rồng bằng hoa này, bằng quả này. Đó, kết một đôi rồng trầu vào lư hương. Đó, các bạn có thể thấy ở đây. Sau khi mình ở Phủ Vân Cát xong thì bọn mình có đi qua lăng mộ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đây là ở một nơi khác nhá, các bạn đi phải độ vài trăm mét nữa thì mới đến. Đây là khu lăng mộ chính của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đấy, thì nếu như mà các bạn nào mà có đi lễ ở cung Nam Định thì tôi khuyên các bạn là nên đến lăng mộ của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Ở đây thì mọi người đi lễ cũng rất là đông, mà nhất là dân ở quanh vùng này, tôi thấy là người ta đến rất là nhiều. Đây đấy, phía bên trong này tôi đang quay ở phía bên ngoài, còn phía bên trong này là chính là cái khu lăng mộ của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đây chính là tôi đang đi quay phía bên ngoài cho các bạn xem nhé. Đấy, đây là cái khu lăng mộ này. Ở bên này thì phía ngoài là lăng mộ, và cũng có hai bên, bên nhà thờ bên tứ phủ và bên nhà mẫu, và bên thờ bên hội đồng các quan nữa. Thì các bạn có thể đến đây viếng lăng mộ, và kèm theo đó là có thể đi lễ, vào lễ bái yết cửa nhà ngài ở đây. Đến với cả cái khu lăng mộ của Thánh Mẫu Liễu Hạnh này thì ngoài cái việc mà các bạn có thể vào đền để bái yết, thì điều quan trọng nhất là ở nơi đây đó là khu lăng mộ. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái, đây là mình đang đi vòng bên ngoài và mình sẽ vào bên trong cho các bạn xem. Thì đây các bạn có thể thấy là người dân ở quanh vùng ở đây khi họ đến lễ thì họ quây quanh ngôi mộ như thế này, và họ hát ca sướng tụng những cái bài hát mà nói về Thánh Mẫu Liễu Hạnh đấy, để tỏ lòng biết ơn đến ngài, và họ rất là tôn kính ngài như một vị coi như là thánh thần đã coi như là che chở cho họ về niềm tin, về lòng tin với đời sống. Tôi nghĩ đây có lẽ là một trong những cái tập tục của người Việt Nam mà cần phải được duy trì và phát huy thật nhiều hơn nữa. Đấy, đây là khu lăng mộ này, mình đang đi vào phía bên trong. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Chúc gia đình Nguyễn Quỳnh Anh trong năm có một sức khỏe dồi dào và sự giữ ý tài lộc bát biến tân xuân và phúc. Đến với khu lăng mộ như thế này thì các bạn để ý một chút là bốn hướng
bốn hướng của mộ thì đều có những bát hương như thế này. Để làm gì ạ? Để các bạn có thể dâng hương tại đây, dâng hương ở tại những cái hướng như thế này. Thì mình nghĩ là đây là chắc là các hướng như thế này là nó hiển thị cho Đông Tây Nam Bắc bốn hướng như thế này. Ngoài ra thì người đến thăm mộ, họ để các lễ vật quanh mộ để tỏ lòng biết ơn, tôn kính và dâng kính lên mẫu, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Ở đây thì hoa rất là nhiều luôn, nhất là vào những cái ngày tiệc mẫu như thế này. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn không nên bỏ quên nơi đây. Kết thúc địa điểm đến với Long Mộ Thánh Mẫu Liễu Hạnh thì chúng tôi hiện đang ở đền nhà Trần, thờ các đời vua của nhà Trần. Đấy, thì đây cũng là một điểm mà các bạn nên đi. Có nghĩa là khi các bạn đi cung Nam Định, các bạn có thể đến Phủ Vân hoặc Phủ Dày. Ngoài ra thì là điểm mà các bạn nên đến đó là Lăng Mộ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Và tiếp theo thì là nên để lên đến đền nhà Trần như thế này. Địa điểm đền nhà Trần là nơi mà cùng với cả cái cung đường ở trên đường Nam Định ấy, đi Nam Định để đi coi như là đi lễ thì các bạn có thể đến ở đây. Coi như là cung Nam Định này tôi đi thấy là đi lễ rất là thú vị, là chúng ta có thể đi lễ bái yết ở bên tứ phủ mà cũng biết bái yết được hội đồng Đức Thánh Trần. Đấy, bái yết ở nhà Trần như thế này cũng rất là hay. Và kết thúc điểm đến của nhà Trần thì chúng tôi lại tiếp tục đi đến đó là gì ạ? Đền Quan Đệ Tam, Thoải Phủ. Lúc này thì trời tờ mờ tối rồi, nên là đây là kết thúc của hành trình thì chúng tôi đến đây. Cung đường hôm nay chúng tôi đi thì nó lẽ ra là về sớm hơn và đến đây sớm hơn, nhưng mà chúng tôi có một vài công việc phải làm cho nên là chúng tôi đến vào lúc trời nhập nhoạng tối. Thì tôi quay lại cái quang cảnh này cho các bạn. Đây là đền Quan Đệ Tam, Thoải Phủ. Thì đến đây bạn có thể Google Map là đền Lảnh Giang hoặc là đền Xích Đằng thờ Quan Đệ Tam. Ở đây thì cũng có thể nói là một trong những đền thờ chính của Quan Đệ Tam. Theo truyền thuyết kể lại thì trong một trận đánh, ông đã bị chết. Trận xác ông bị chém, xác ông thì bị chém làm đôi rồi ném xuống sông, phần đầu thì trôi dạt về bãi sông thuộc làng Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Ở đây thì dân làng đã lập đền thờ và tưởng nhớ đến ông. Còn phần thân dạt vào ven sông thuộc thôn Yên Lạc, nay là xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, cũng đã được dân làng chôn cất phần thân của ông và lập đền thờ tưởng nhớ ông, và nay là đền Lảnh Giang. Thì đây là chúng tôi đang đi là đền Quan Đệ Tam Lảnh Giang. Thì các bạn có thể Google Map là đền Quan Đệ Tam Lảnh Giang để đến nơi đây nhé. Bây giờ thì đã kết thúc cuộc hành trình ở đây rồi, chúng tôi xin phép dừng lại clip ở đây. Nếu như các bạn có đi cung Nam Định thì các bạn có thể đi theo những cái đền, ngôi đền mà chúng tôi đã vừa mới chia sẻ với các bạn ở đây nhé. Chào các bạn và hẹn lại gặp lại các bạn ở các clip sau.